với 300 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các địa phương trong và ngoài tỉnh. Hội chợ lần này tiếp tục được tổ chức quy mô, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Tính đến hôm nay, đã có gần 30.500 lượt người dân và du khách tới tham quan, mua sắm tại hội chợ. Hôm nay tham gia hội chợ OCOP thì tôi có mua được sản phẩm là trà hoa vàng. Tôi thì cũng thường xuyên tham gia những hội chợ OCOP này, tôi rất là tin tưởng vào những cái sản phẩm mà được trưng bày và bán ở hội chợ, cho nên là đến đây mua là tôi rất yên tâm. Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2024 được tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là một trong chuỗi gần 190 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh diễn ra trong năm 2024. Đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mà còn góp phần phát triển dịch vụ và quảng bá giới thiệu nét đặc sắc về mảnh đất con người, văn hóa, ẩm thực của Quảng Ninh. Nhà tôi thì mọi năm là thường thường là ba, một năm là ba lần. Thế nhưng mà tôi thì cứ muốn là được một năm độ năm lần thì càng tốt cho chúng tôi, để chúng tôi được về đây để phục vụ bà con ở dưới này. Hội chợ OCOP Quảng Ninh hè 2024 diễn ra đến hết ngày 1 tháng 5, phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân và du khách.